Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Với hành vi giết người và cướp tài sản, Lê Văn Công sinh năm 1990 ở huyện Đông Anh, Hà Nội đã bị Công an huyện Đông Anh khởi tố bắt tạm giam vào ngày hôm qua. Công khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản của lái xe ôm công nghệ. Ngày 16 tháng 7, Công chuẩn bị hung khí từ nhà rồi ra bến xe Mỹ Đình. Đến khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày, Công thuê lái xe trở về xã Nam Hồng, huyện Đông Anh với giá 100.000 đồng. Khi đến nghĩa trang thôn Bầu, xã Kim Trung thì sát hại nạn nhân, cướp tài sản rồi bỏ trốn. Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết đã bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, hoạt động liên huyện liên tỉnh với nhiều phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi. Ngày 21 tháng 6, tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Thị Bích Mỹ, trú tại huyện Vũ Quang, thu giữ khoảng 2.500 viên thuốc lắc, gần 125 gram ketamin. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Mỹ, tiếp tục thu giữ hơn 513 gram ketamin. Mở rộng điều tra, công an thành phố Hà Tĩnh bắt giữ Nguyễn Thị Huế, trú tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Khám xét cho thấy thu giữ được 1.500 viên thuốc lắc và hơn 196 gram ketamin. Một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng Internet vừa bị Công an huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu triệt xóa thành công, bắt giữ 16 đối tượng. Vào chiều ngày 19 tháng 7, qua tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Hồng Dân đã bắt quả tang 16 đối tượng đang tham gia cá cược thông qua các trận đá gà trên mạng Internet tại nhà của Cao Hoàng Luận, trú tại huyện Hồng Dân. Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ 14 điện thoại di động, gần 30 triệu đồng cùng một số tang vật khác. Điều khiển xe gắn máy gắn biển số giả, phát hiện người dân sơ hở thì sẽ ra tay cướp giật tài sản. Bốn đối tượng Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Lộc, Lê Tuấn Kiệt và Nguyễn Hoàng Nam cùng chú tỉnh Tây Ninh đã gây ra 20 vụ cướp giật tài sản. Bốn đối tượng này đã bị Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng thừa nhận đã gây ra 20 vụ cướp giật trên tuyến quốc lộ 51, địa bàn hai tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu. Lực lượng chức năng thu giữ một số tang vật có liên quan. Phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại thôn Đông Thị, thôn 5, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa về tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Đối tượng này cao 1m62 và có sẹo chấm cách 2cm trên đuôi lông mày trái. Còn liên quan đến tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Lê Hạnh Minh, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại 19/67/5 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Nguyễn Văn Anh, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại số 26/92 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692345860 hoặc 0692321667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.